Đây là cân thủ Đức Giang. Đã lên được một con cá 1 cân. Cái vụt xá thì nữa nhé nhé thì. Cầm bòi con cá lên đến máy con. Máy này phản không? Phản không? Đó, vụ câu cái đi nào máy nào rồi mấy con ạ, à? Máy đi xế đúng rồi không? Ăn nó phải giật nhá. Hả? Dạ, con mua môi đi 200 nghìn con đó bạn. Nhìn thấy phần không? Ok. Tự nhiên lên một con sướng không? Cho xuống tí nữa, ra tí nữa, ra tí nữa. Lắc cái cân lên xuống. Rồi. Lắc cái cân gì nữa. Rồi, cuốn lên một tí nữa. Vụt sáng bên cái chỗ có nước cơ thế. Bồ ga thật. Đấy họ có gì điền đúng không ba? Rồi không? Tôi có chỉnh lại cho tí nữa. Không cần đâu. Rồi. Đó, đó cái đoàn ngoài con nó ngạp ở đây. Cô đi. Rồi, vừa lực thôi. Rồi. Ừ. Nhìn này, nhìn này. Rồi, thấy chưa? Một con cái để lối lấy con tay trái mà lối. Hết chưa? Hết rồi, cuốn lại, cuốn lại. Cuốn lại rồi, rồi, cuốn lại. Rồi. À, tốm của lẻ. Con nữa là có qua đó. Hai con nữa. Ngon. Ừ. Nhé bây giờ có cái nước hết đây. Đó, rồi. Đẹp, một tí nữa thì đẹp. Hình ảnh đó. Lại lại cân lại lại lắc nhẹ nhẹ nè. Đó. Đó, vừa rồi. Vụt lên cấy rồi. Để bộ lối cho. Đó thì hình thở đó đây.
nghe với dừa cái chôn được đấy. Thôi với 4 con đấy con ạ. 4 con thôi. 4 được 3 con. Rồi con to nhất đó, con to nhất đó. Có là phá kỷ lục của bố rồi.